Mình được tử vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày hôm nay, Minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi ngày thứ ba, 28 tháng 2 năm 2023 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 9 tháng 2 năm Quý Mão ngày này là ngày Đinh Tỵ tháng Ất Mão năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày hát đạo các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh giờ Bính Ngọa từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thìn Lao giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Cầu Trần giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ kỳ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chủ tước. về ngũ hành ngũ hành niên mệnh sa trung thổ ngày đinh tỵ tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm sa trung thổ kỵ tuổi tân hợi quý hợi ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày tỵ lục hợp với thân tam hợp với xỉu và dậu thành kim cục xung với hợi hình thân hại dần phá thân và tuyệt tý về tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi kỷ hợi quý hợi quý xỉu quý tỵ và quý mùi tuổi xung trong tháng tuổi kỷ dậu đinh dậu tân mùi và tân xỉu về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức hợp tốt mọi việc, sao Thiên Phú tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Nguyệt Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao Nguyệt Ân tốt mọi việc, sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc tế tử, sao lộc khố tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao dịch mã tốt mọi việc nhất là xuất hành. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn hay còn gọi là sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tử, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao vãng vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao chu tức hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương sao quả tú xấu đối với cưới hỏi sao không phòng kỵ về cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam tài thần hướng chính đông và sau đây mời quý vị và các bạn cùng đoán xem tử vi chi tiết ngày thứ ba 28 tháng 2 năm 2023 cụ thể như sau nhé tử vi thứ ba Ngày 28 tháng 2 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy, ngày có thủy khắc hỏa, đem tới dấu hiệu chẳng tốt lành trên phương diện tình cảm cho người tuổi Tý. Bạn và người ấy giận dỗi nhau vì những lý do nhỏ nhặt, nhưng vấn đề là chẳng ai chịu xuống nước cả. Ngày hôm nay, bạn không nên kiêu ngạo quá mức và đặt cái tôi cá nhân lên quá cao. Đôi khi nhận lỗi không có nghĩa bạn là người sai mà chỉ là hành động chứng tỏ bạn đang rất trân trọng mối quan hệ này và sẵn sàng bao dung cho nửa kia thôi. May mắn, trong ngày có thiên ấn nâng đỡ, giúp cho con đường sự nghiệp của bản mệnh phát triển hanh thông. Bạn được lãnh đạo giao cho những nhiệm vụ khó khăn, nhưng là bước đà để bạn khẳng định năng lực và tiến những bước dài hơn trong tương lai. Câu quyết cho các tuổi tí tử vi tuổi giáp tí thuộc mệnh kim, không nên so đo hơn thua với nửa kia. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, hãy hạ cái tôi của mình xuống một chút. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, được giao cho những nhiệm vụ trọng đại. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, quan hệ giữa các thành viên có khúc mắc. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc Đánh giá: đạt 4 sao. Sức khỏe: đánh giá: đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá: đạt 3 sao. Con số may mắn: số 17 và số 84. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: dậu, thân, tỵ. Tử vi thứ ba: ngày 28 tháng 2 năm 2023 của tuổi Sửu. Ngày thứ ba này có thiên tài chiếu mệnh, điều này giúp cho con đường làm giàu của người tuổi Sửu đang vô cùng rộng mở. Bạn nhận được khoản tiền thưởng nóng vì những đóng góp cho tập thể trong suốt khoảng thời gian qua. Cấp trên vô cùng coi trọng thành viên như bạn. Trong ngày hôm nay, người tuổi Sửu được các tinh trợ mệnh, một số người còn có cơ hội phát tài chỉ dựa vào sự may mắn. Khoản tiền đó có thể giúp bạn dư giả trong một vài tuần, Song bạn không nên nghĩ đến việc hoàn toàn sống dựa vào đó. Hãy đầu tư tiền bạc vào những hạng mục thông minh hơn là chỉ ăn chơi, hưởng thụ. Trong ngày này, may mắn hơn là bạn cũng gặp hỏa sinh thổ, quan hệ giữa bạn và người ấy đang ở trạng thái vô cùng lý tưởng. Hai người luôn tâm sự với nhau mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, nhờ đó mà dù có phải đối diện với khó khăn đến mức nào, hai người cũng có thể cùng nhau vượt qua. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, có cơ hội phát tài nhờ vào may mắn. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, hãy có cách sử dụng đồng tiền thông minh. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, cùng người thân vượt qua khó khăn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, Đánh giá: đạt 4 sao. Tài lộc: đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe: đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn: số 22 và số 66. Giờ tốt: từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: cà phê, xám. Quý nhân phù trợ: Mão, Hợi. Tử vi thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023 của tuổi dần. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, ngày thứ ba này, tương hình ám hại, người tuổi dần có một ngày làm việc chẳng hề dễ dàng. Bạn phải tự mình hoàn thành mọi việc mà chẳng nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Đã thế, bạn còn phải đề phòng kẻ tiểu nhân rình rập. Vì thế, Cách tốt nhất để vượt qua ngày hôm nay là tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên oán trách, than vãn. Bản mệnh cũng không nên dễ dàng tin tưởng vào lời ngon tiếng ngọt của người khác kẻo rơi vào bẫy lúc nào không hay. Trong ngày này, nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả hỷ thần ở hướng chính nam và tài thần ở hướng chính đông. Câu quyết cho các tuổi dận Tử vi tuổi Giáp dần thuộc mệnh Thủy, cẩn thận những kẻ có ý đồ xấu tiếp cận. Tử vi tuổi Bính dần thuộc mệnh Hỏa, chớ nên tin tưởng người khác quá dễ dàng. Tử vi tuổi Mậu dần thuộc mệnh Thổ, nên tập trung vào các nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Canh dần thuộc mệnh Mộc, hãy nhìn nhận con người chính xác hơn. Tử vi tuổi Nhâm dần thuộc mệnh Kim, chú ý xuất hành theo giờ hoặc hướng Hoàng đạo. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 11 và số 58. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: xanh rêu xanh ra trời. Quý nhân phù trợ, người tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Tử vi thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023 của tuổi mão. Trong vận trình ngày thứ ba này có tỷ kiên chiếu mệnh, điều này khiến người tuổi mão cảm thấy kiên định với những suy nghĩ của mình. Nhưng cũng chính vì thế mà bạn thích làm việc một mình, tự tách bản thân ra khỏi tập thể. Bạn cho rằng người khác chỉ gây thêm phiền phức cho mình, Ngày này, bạn tưởng rằng mình là người bản lĩnh, nhưng trên thực tế, có thể là bạn đang quá mù quáng và cứng đầu cứng cổ đấy. Bản mệnh nên dành thời gian để lắng nghe đồng nghiệp nhiều hơn, có thể mọi người sẽ phát hiện ra những vấn đề mà bạn không nhìn thấy. May mắn, trong ngày có một sinh hỏa, người độc thân nhận được sự yêu mến của nhiều người khác giới. Bạn cũng đang dần cởi mở hơn trong chuyện tình cảm nên gặp được người phù hợp không phải là chuyện quá khó khăn. Mối quan hệ giữa hai người có triển vọng ấm lên nhanh chóng cầu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, có thái độ cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, thích làm việc một mình, tách mình khỏi tập thể. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, nên lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim chớ nên kiêu ngạo, cứng đầu cứng cổ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 36 và số 76. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá cây, xanh rêu. Quý nhân phù trợ, sửu, tuất, hợi. Tử vi thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023 của tuổi thìn. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp thế rằng, vận trình ngày thứ ba này gặp được hỏa sinh thổ, giúp người tuổi thìn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Chính vì vậy, khi gặp phải khó khăn, bạn luôn được mọi người giúp đỡ, thậm chí có người chỉ cho bạn hướng đi mới chính xác. Về tình cảm, trong ngày này mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà cũng vô cùng hòa hợp. Gia đình chính là động lực để bạn vươn lên mỗi ngày. Nếu gặp vấn đề khó giải quyết, bạn cũng không ngại tâm sự với mọi người để nhận được sự giúp đỡ. Xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú cho thấy, hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2023, âm lịch là ngày mùng 9 tháng 2, ngày có sao chỉ, ngủ hành hòa xấu không có sự việc gì hợp với sao chủy khởi công tạo tác việc gì cũng không tốt kỵ nhất là chôn cất sửa đắp mồ mả đóng thọ đường theo khổng minh hôm nay là ngày xấu xuất hành cầu tài nên tránh dù được rồi cũng mất tốn kém thất lý mà thua bạn có thể sắp xếp công việc sao cho phù hợp câu quyết cho các tuổi thìn tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa công việc tiến triển vô cùng suôn sẻ Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, gia đình chính là điểm tựa của bạn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, nhận được sự giúp đỡ của người thân. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, thực hiện công việc đã lên kế hoạch, không nên thực hiện công việc trọng đại. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 25 và số 76. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. Tử vi thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023 của tuổi Tỵ. Bước sang ngày thứ ba này, có thương quan cản trở, người tuổi Tỵ vướng phải nhiều khúc mắc trong công việc. Dường như bạn và cấp trên luôn có những quan điểm trái ngược nhau, khiến việc trao đổi và tiến hành nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn. Những lúc thế này, bạn không nên quá cứng nhắc với một quan điểm duy nhất. Hãy thử thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề xem sao, có thể bạn sẽ tìm được một hướng đi mới phù hợp hơn. Khi trình bày vấn đề, bạn cũng tránh dùng những từ ngữ quá gay gắt. May mắn là, trên phương diện tình cảm có hòa sinh thổ, bạn có một nửa kia rất quan tâm và thấu hiểu. Vì thế đừng ngại tâm sự những khó khăn mình gặp phải với đối phương, có thể nửa kia sẽ đưa ra cho bạn những cách giải quyết hợp lý. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, mâu thuẫn ý kiến với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, nên thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, thường xuyên trao đổi, trò chuyện với nửa kia. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, chú ý cách diễn đạt, hành xử của mình. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, người nhà thấu hiểu, giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn số 22 và số 64. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. Tử vi thứ 3 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của tuổi ngọ. Tăng hội nâng bước giúp người tuổi ngọ khẳng định được vị thế của mình trong ngày hôm nay. Bạn đã hoàn thành xuất sắc được nhiều công việc khó, nhờ vậy mà nhận được sự đánh giá cao của không chỉ đồng nghiệp mà còn cả của cấp trên. Trong ngày này, những người trẻ tuổi hãy mạnh dạn hơn trong việc nêu ý kiến của mình. Có thể người mới như bạn sẽ tiếp cận vấn đề ở những góc nhìn mới mẻ hơn, và đó chính là điều mà tập thể đang cần đấy. Hãy giữ sự tự tin, bạn có thể khiến mọi người nhìn bạn bằng con mắt khác. Trong ngày cũng có hỏa vượng, bản mệnh tuổi ngọ dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi. Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh nhé. Câu quyết cho các tuổi ngọ Từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, gặp nhiều điều thuận lợi trong công việc, tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, hoàn thành xuất sắc những công việc khó. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, hãy mạnh dạn nêu lên quan điểm của bản thân. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, tìm ra hướng đi mới phù hợp với bản thân. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, chú ý giữ gìn sức khỏe, không lao động quá sức. Các chỉ số trong ngày Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn, số 20 và số 84. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, tím, đỏ. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, dần. Tử vi thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023 của tuổi mùi. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, trong ngày thứ ba này có thiên tài chiếu mệnh, bản mệnh dễ phát tài nhờ các công việc tay trái hoặc nhờ vào vận may của mình. Nếu có tiền nhờ ăn may, bạn chớ nên tự đắc rồi tiêu xài hoang phí. Hãy sử dụng số tiền đó một cách ý nghĩa hơn để tiền đẻ ra tiền. Ngoài ra, trong ngày này, mùi tuổi mùi cũng chớ nên ba hoa, khoác lác vì những gì mà mình vừa có được, đặc biệt là trên phương diện tiền bạc. Nếu không, bạn sẽ dễ trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo. Tốt nhất, hãy luôn khiêm tốn, sống đúng với bản chất của mình. Trong ngày này, vị trí thai thần ở cửa phòng và cửa sổ phòng thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Câu quyết cho các tuổi mụi tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, có cơ hội phát tài nhờ vào may mắn. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, được thưởng vì đã không ngừng cố gắng. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, hãy tìm cách đầu tư đúng chỗ. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, kiếm được khoản tiền lời lãi kha khá. khá. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, hãy sử dụng đồng tiền một cách khôn khéo. Các chỉ số trong ngày sự nghiệp: đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 26 và số 60. Giờ tốt: từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, xám quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023 của tuổi thân. Dưới sự thúc đẩy của cục diện ngủ hành thân tị nhị hợp, người tuổi thân gặp được nhiều điều thuận lợi trong ngày hôm nay. Quý nhân xuất hiện giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý, chỉ cần chú ý nắm bắt thì thành công nằm ngay trong lòng bàn tay. Trong ngày này, nếu đã lên kế hoạch thực hiện công việc gì, bạn nên nhanh chóng bắt tay vào tiến hành ngay, đừng chần chừ, e ngại. Sự quyết đoán sẽ giúp bạn tiến nhanh hơn tới thành công. Hơn nữa, xung quanh bạn vẫn luôn có rất nhiều người giúp sức. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 9 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, khẳng định được vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, hãy mạnh dạn thực hiện các kế hoạch của mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Các chỉ số trong ngày sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 12 và số 81. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cắt tường, vàng, trắng. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. Tử vi thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023 của tuổi dậu. Bước sang ngày thứ ba này, có hỏa khắc kim, cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không nghe lật tai lời giải thích của đối phương. Đừng để cách hành xử của mình khiến mối quan hệ dạn nứt. Ngày này, dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì áp lực ngoài xã hội, bạn cũng không nên chút giận lên nửa kia hoặc con cái của mình. Tốt nhất hãy tâm sự với người nhà để mọi người cùng hiểu và giúp đỡ bạn đưa ra giải pháp phù hợp nhất. Lại thêm, trong ngày có thiên quan chiếu mệnh, khuyên bạn chớ nên mâu thuẫn với người quyền cao chức trọng trong ngày hôm nay. Nếu bạn làm phật lòng lãnh đạo thì sau này, bạn sẽ phải rất tốn công để hàn gắn mối quan hệ, việc thăng tiến cũng không còn hanh thông như trước. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, không nên mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, chú ý hơn trong cách hành xử. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, đừng chút giận lên đầu người khác. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, công việc phát triển không thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, đừng đặt cái tôi của mình lên quá cao. Các chỉ số trong ngày sự nghiệp: đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 17 và số 80. Giờ tốt: từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: bạch kim, xám. Quý nhân phù trợ: Tỷ Sử, Thìn. Tử vi thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023 của tuổi Tuất. Ngày thứ ba này có chính tài chiếu mệnh, đem đến vận may trên con đường tài lộc của người tuổi Tuất. Bạn nhận được khoản lương, khoản lãi kha khá nhờ vào công việc chính của mình. Sự cố gắng, nỗ lực bấy lâu cuối cùng cũng đem đến cho bạn nhiều trái ngọt. Ngày thứ ba này, đối với người làm ăn, kinh doanh buôn bán có thể suy nghĩ đến chuyện mở rộng các mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình để có thể tiếp tục khai phá thêm các tiềm năng. Bạn còn có thể tiến xa hơn nữa, vì thế chớ nên vội vàng hài lòng với thành quả hiện tại. Trong ngày có hỏa sinh thổ, đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, luôn muốn ở bên nhau từng phút từng giây. Nếu tình cảm đã chín mùi, hai bạn có thể tính đến chuyện đi xa hơn, chắc hẳn sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Cầu quyết cho các tuổi thuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, các thành viên trong gia đình luôn quan tâm đến nhau. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, nhận được nhiều khoản lương, thường hậu hĩnh. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, nên mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, hãy tiếp tục phát triển thêm tiềm năng của mình. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, hãy nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 20 và số 86. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, cam quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. Tử vi thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023 của tuổi hợi. Xem tử vi cho thấy, người tuổi hợi bước sang ngày thứ ba này, phải chịu ảnh hưởng của cục diện ngủ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi, điều này khiến bạn trở nên nóng nảy, dễ dàng mâu thuẫn với người khác. Đừng để những cơn nóng giận nhất thời của bạn phá hủy các mối quan hệ nhé đối với những người làm lãnh đạo quản lý cũng cần chú ý hơn trong cách hành xử của bản thân đừng chút giận lên đầu cấp dưới của mình khi có ai đó vô tình mắc lỗi bản mệnh chớ nên đai nghiến chỉ chết khiến nhân viên trở nên căng thẳng hoặc mệt mỏi sợ hãi tuy nhiên trong ngày cũng có kim sinh thủy những ai còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái nhờ cá tính độc đáo của mình tuy nhiên bạn không cần thiết phải quyết định đến với ai đó quá vội vàng. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, công việc tiến triển không được thuận lợi. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, không nên phá hỏng các mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, chớ nên chút giận hoặc đổ lỗi cho người khác. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, không nên quá vội vàng trong chuyện tình cảm. Các chỉ số trong ngày Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao Con số may mắn, số 16 và số 76 Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh lam. Quý nhân phù trợ: tí, sửu, mùi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.